chúng ta ngày hôm nay một ngày thật tuyệt vời. Và buổi tối ngày hôm nay cả các viên của chúng ta tại cuộc sân khấu này của chúng ta. Và cả chương trình Vandermeer này thì cũng đều xin lễ tôi sẽ tặng cho tất cả các bạn của chúng ta, các bạn trong môi trường. Có rất nhiều trò chơi của mình sẽ rất nhiều những khúc hay sẽ gửi tới các bạn của chúng ta. Và điều đặc biệt rằng có thể chương trình rất nhiều những phần quà ý nghĩa với chương trình gửi đến cho toàn thể cán bộ nhân viên của công ty. Và để có phần thành công trong chương trình này, và có thể có phần thành công cho chương trình, chúng ta không thể không nhắc đến công lao rất là lớn của những lãnh đạo công ty. Và bây giờ tất cả các chị của chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón chú Nguyễn Phú Luân, tổng giám đốc công ty. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đúng không ạ? Và người thứ hai, chúng ta thật nồng nhiệt chào đón cô Nguyễn Minh Hà, phó tổng giám đốc. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt từ quý vị đúng không ạ? Vâng, và thành viên thứ ba đó là anh Mai Tiến Bách, trưởng ban kiểm soát trưởng phòng hành chính nhân sự. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón anh. Vâng, xin cảm ơn các chị rất nhiều. Vâng, và về phía công ty du lịch Đại Phong, công ty du lịch Let's Tour, chúng ta sẽ đồng nhiệt chào đón anh Nguyễn Đức Phong, tổng giám đốc của công ty. Vâng, xin được cảm ơn. Vâng, và về phía khách sạn của chúng ta ngày hôm nay rất là tuyệt vời, chúng ta được chào đón anh Chu Chí Thọ, giám đốc khách sạn Việt Anh của chúng ta. Xin chào các bạn đồng nhiệt đúng không ạ? Và bây giờ xin mời anh Mai Tiến Mạnh, trưởng ban kiểm soát phòng hành chính nhân sự, anh Nguyễn Văn Phong, giám đốc công ty du lịch Tour, và anh Chu Chí Thọ, giám đốc khách sạn Việt Anh, chúng ta cùng nhau lên sân khấu và nâng cốc chúc cho buổi tối ngày hôm nay thành công rực rỡ. Xin kính mời ba anh. Vâng, hãy chuẩn bị cho tôi một ly cốc bia. Vâng, và thưa tất cả quý vị, trước khi chúng ta nâng cốc thì anh Mạnh có một lời phát biểu đầu tiên. Xin mời một tràng pháo tay thật đầu tiên để chào đón anh Mạnh phát biểu một ý kiến không ạ? Một tràng pháo tay đối với chị ơi, cảm ơn chị rất nhiều. Kính thưa ông tổng giám đốc Nguyễn Luận và Nguyễn Thị Minh Hà, kính thưa đại diện cho khách sạn Việt Anh, đại diện cho công ty tour, thưa toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động của công ty cổ phần thương mại Hoàng Hải Caravan. Trước tiên tôi thay mặt cho cán bộ người lao động của công ty xin gửi tới toàn thể các đồng chí đại diện cho khách sạn Việt Anh, các đồng chí đại diện cho bên tour cùng toàn thể cán bộ người lao động của công ty cổ phần thương mại Hoàng Hải Caravan lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây xin tôi sẽ bắt nhịp và toàn thể đồng chí chúng ta đứng dậy và chúng ta nâng cốc để chúc mừng cho buổi liên hoan của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy. Và chúc tất cả các chị chúng ta có một buổi tối tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Vâng, xin cảm ơn các chị rất là nhiều, và chương trình của chúng tôi còn rất là dài, rất nhiều những tiết mục văn nghệ hay, rất nhiều trò chơi vô cùng ý nghĩa các bạn tổ chức, và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Và bây giờ chúc tất cả các chị của chúng ta ngon miệng.